lắm mới thấy cái con chim nhỏ này nè. Con chim sâu nó ăn cái bông mặt trời, nó ăn cái nhị. Một con này các bạn, nhảy đi, mình biết có cá mà mình qua tới là không câu rồi. Con thứ hai là hai con chiều nay sáng mình đi sớm thấy nước ngon quá mà không có gió nữa mà không có cá. Chiều nay ra 6 giờ tối rồi mà dạng dạng tối mà nước nó bắt đầu lớn lên mới câu được hai em. Hãy xếp sửa dồ mồi là ổng hả, ổng co cái người ổng lại chậm cho các bạn coi, cho nên không có thể tắt cái tiếng được, cho nên cái tiếng nó bị chậm đi, nó sai đi. Chiều nay ba con rồi đó, sáng mình đi không có được, chiều này nước lớn mà hơi có gió chút nhưng mà ăn, còn sáng nước ngon không gió, trời nắng thiệt đẹp, nước trong ra đứng hoài không có một con. Cái chân này nó nổi bọt nha, ổng thủ thế nhìn mồi vậy nha. Cần thủ này ghê lắm, đổi cần liền. Đưa lên cho các bạn coi là những cái ngày mà đi câu được nhiều cá trong cái mùa hè, chứ không phải ngày nào cũng có khi đi cả từng lễ tốn tiền xăng đi xa mà cũng không có cá đâu các bạn, không có dễ đâu. Cho nên sau này vô mùa để mà nó còn kêu lên đó, theo ổng kêu bạn tình đó hay sao đây. À, nó xuống tới mé rồi đó, xuống bãi cỏ rồi. Chim bắt cá nè, bữa nào mình ra đây mình cũng gặp nó chơi á, mình làm phóng sự phóng sự câu cá không, làm coi con chim nè nó đu xuống dưới. Đeo nó tự nó giờ
thú luôn. Nó khôn quá, đổi hai ba con mồi nó mới ăn. Đi ra gặp thiên thời địa lợi mới câu được chứ. Con này ở cắt mồi, cắt đi để mày cắt. À, cắt cũng được. Tại cái kia mình chờ lâu quá, cái này nó ăn ngoài miệng mà, thấy không? Táp ngay ngoài miệng nè. Tối rồi, 8 giờ. Quá trời không? Thấy rồi. Dãy đùng đùng. Lưỡi luôn. Con thứ tư. Sức lưỡi luôn hả? Lưỡi chứ. Anh nói gì? À, gỡ lưỡi luôn hả? Gỡ luôn đi. Luôn chứ để về tới nhà chết. Nó mệt chứ không phải gì. Rồi. Ok. Con này bao nhiêu phao? Con này có chỗ còn bự dữ à, chứ nó sắp xanh rồi đó anh ơi. Sắp đẻ rồi đó, bự quá trời luôn rồi. Bao nhiêu là đã đủ rồi phải không? Phải để bịch rồi đó. Chồng lấy ra luôn chứ để về tới nhà. Ghê chưa, dãy ghê chưa. Nó mắc rồi đó, mắc gốc rồi đó. Đây, đưa cần đây. Xảy đi chơi à.
Đây là thú vui của hai vợ chồng mình trong mùa hè đi câu rất là đam mê đó các bạn. Không có đâu, để nó đi. Nè nó nằm cái gì, nó nằm chặt cứng cái chân cái thùng luôn nè. Con này biết bao nhiêu phao không? Phao ngày hôm nay đó, sáng sớm té ướt quần luôn. bốn con này là 20 mấy phao, 23 phao. Ý ở 23 phao, 10 mấy ký, nằm chặt cái thùng luôn. Thì đó là vào giữa mùa hè rồi đó các bạn, mình mất làm vườn cho nên mình không có đi theo ổng câu nữa, mà ổng đem về rồi mình chụp hình để mà kỷ niệm lại. Được ba con lớn quá trời luôn rồi. Ba con lớn này là 12 phao, quá trời luôn không. Lên kho đi câu chừng ai. Con này nó nằm giáp cái thùng luôn. 8 phao mấy, một con 6 phao. Một con 8 phao thì các bạn thấy không? Thấy cái thùng là biết rồi. Cái thùng này cái size nó tới một thước mấy luôn đó. Cái vàng này là bí rợ, mứt hương với bí đao. Mà cái bông bí gợ, bí cái bông mướp hương nè, các bạn thấy cái bông nó quá trời lớn không? Đất mới đó, nó tốt, đất cỏ đó, rồi mình cài lên. Bắt đầu nó có trái rồi. Mướp hương nó có trái sớm hơn của người ta đó. Dây leo bữa nay nó nhiều quá rồi đây nè. Rồi có củ hoa rồi đó. Đây, mình ra mình cắt cái trái này. Cái trái này nó bự dữ lắm rồi. Ở trong này nó có 2 trái rồi nè. Cái lùm ngay chỗ này nó nhiều. Đây, mình cắt cái trái này nè. Các bạn coi cái trái này nè ha. Cái gang tay mình nè. Nè ha, 1 gang tay, 2 gang, 2 gang tay đó, cắt nó, cắt nó, nó mới là mấy trái kia nó mới lớn được, nó mới có sức nó nuôi mấy trái kia, chứ mình để nó đeo toàn tên hoài nó không có nuôi đâu. Đó. Còn đằng kia dài dài nữa đó, trái này thấy không? Bự quá trời bự luôn ha các bạn. Nè. Rồi mình để cái kéo nè, thấy không? Cái kéo bị dài đó. Mà nó dài cái này nè. Dưa leo Hàn Quốc. Ủa qua có rồi đó, trái bự rồi, 1 gang tay rồi. Đây. Cắt cái lá này. Cắt bớt lá nó. Chín rồi, dưa leo nó cũng bắt đầu nhiều rồi. Đây đó, ở dưới gốc đó mà nó dậy đó, ở trên nè các bạn thấy trái không, quá trời luôn không. Còn này cà lớn nó mới ra thôi, bên kia mới nhiều rồi các bạn đó. Để mình đi qua bên đây, sai trái đến đổi nè. Nguyên một chùm thấy không, cái nè,
Đây bên này thì nó chín ở dưới gốc mình hái hết rồi. Nhưng muốn vẫn còn đó chứ. Đó. Cũng nhiều quá. Trái nè. Trái về đặc luôn. Trái không à. Thấy chưa? Các bạn nhìn vô coi. Qua góc bên này đó. Thấy chưa, trái vậy đó, một cây đó các bạn. Còn cái trái dưa leo nè, mỗi một mắt một trái đây. Thấy chưa đi lên đó. Dưa leo lớn thì rất là nhiều, đậu bắp bắt đầu có trái rồi nè. Trái đậu bắp đó, thấy không? Đây nè, nè, đó. Còn này hôm qua bắt đầu có trái rồi. Trái nè, mới có rồi các bạn. Cái này là chu lai pho đó, để gần tháng, nó lẽ là tháng 6, giờ này là tháng 6 là nó có trái vậy nè. Bây giờ là tháng 7 rồi. Trễ một tháng. Đây có 2 ngày thôi, cái trái nó nhỏ xíu mà. Một mắt một trái, một mắt một trái đây nè. Các bạn thấy không? Đó, đây nè, đây nè. Mình dơ ra xa cho coi nè. Thấy không? Từ dưới lên nè. Đó, lên nè, đó. Cứ một mắt một trái vậy hả? Một mắt một trái vậy đó. Đó. Các bạn dẹp dọn cho sạch ở dưới gốc, nó có mọc ra hay nó có trái cũng cắt bỏ, đừng có để. Dưa leo nhỏ, dưa leo Việt Nam, còn cái kia là dưa leo Mỹ. Nó nằm, nó đưa qua đây. Nó đưa cái trái qua đây mà. Cơm. Chỉ có cái trái gái này nó đưa qua bên này thì thấy rõ nhất. Lâu lắm mới thấy cái con chim nhỏ này nè. Con chim sâu nó ăn cái bông mặt trời. Nó ăn cái nhĩ của bông mặt trời. Có tới 2 con nữa đó. Các bạn, mình không có lợi gần. Mình sợ nó bay cho nên mình không có lợi.